Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Khẩn trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tỷ lệ đô thị hóa của Hưng Yên đạt 45%. Hiệu quả từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Chăm lo phụng dưỡng những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đây là một trong những nội dung quan trọng được xem xét cho ý kiến tại phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng nay. Phiên họp do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Phiên họp đã nghe Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo dự thảo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên, dự thảo phương án quy hoạch đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự thảo kế hoạch triển khai phương án và xây dựng đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên. Theo đó, tỉnh Hưng Yên không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hưng Yên có 35 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp gồm 3 phường, 1 thị trấn, 31 xã. Trong đó, có 10 đơn vị đặc thù đề nghị không sắp xếp và thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính, trong đó giảm 22 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành mới 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 đơn vị đủ điều kiện theo quy định và 17 đơn vị hành chính chưa đủ điều kiện về diện tích theo quy định, nhưng báo cáo giải trình làm rõ các yếu tố đặc thù để không thực hiện sắp xếp với đơn vị hành chính thứ 3. Như vậy, tỉnh còn lại 139 đơn vị hành chính cấp xã. 25 đơn vị chính. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định là chúng ta có đủ điều kiện để thực hiện đúng theo cái phương án chỉnh của Nội vụ. Rồi số lượng cấp xã thì có 3 đơn vị nhập 3, còn lại thì nhập 2, mặc dù là thiếu về cái tiêu chuẩn về diện tích và dân số, nhưng mà theo quy định nghị quyết 35 chúng ta có đủ cơ sở để giải trình và báo cáo Trung ương là cái nội dung nhập mặc dù thiếu nhưng có yếu tố đặc thù, đặc biệt về văn hóa, về các yếu tố về quy hoạch đô thị. Phương án quy hoạch đơn vị hành chính của tỉnh đến năm 2050 thì báo cáo chí trên cơ sở cái phê duyệt của Bộ Nội vụ nhất trí cho chúng ta chỉ giảm mà thành lập mới 20 đơn vị hành chính, tức là chúng ta còn 139 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thì trên cơ sở đó thì cái phương án quy hoạch cũng bám sát những nội dung này, và số đơn vị hành chính cấp huyện ấy, là chúng ta vẫn quy hoạch đến năm 2050 là 10 đơn vị chính. Các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các vấn đề, các bước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã, vai trò ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, bổ sung sửa đổi một số nội dung trong dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp với Sở Nội vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều kiện để việc sắp xếp thuận lợi, đảm bảo kế hoạch đề ra, quyết tâm đạt được mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2037. Các đồng chí lãnh đạo các huyện, đặc biệt là các đồng chí chủ tịch các huyện là trưởng ban nhé, thành viên nhé của ban chỉ đạo thực hiện cái việc sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Cơ quan nội vụ là cơ quan tham mưu để trình ban tỉnh theo quyết định. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, không thể nơi nào từng không được xem nhẹ mà đặt lên hàng đầu trong giai đoạn này nay, cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm để làm sao ta bảo vệ thành công Hưng Yên, là chúng ta là có quy hoạch là tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trước mắt đó là huyện đấy để trình lên theo quyết định, là sau huyện đến tỉnh. Còn sát nhập đơn vị hành chính ở đây thì ở đây trước mắt giai đoạn 23-25 sát nhập cái xã đấy thì đáng lý là 3 xã sát nhập thành 1, thì cố gắng là 2 xã sẽ là 1. Việc mà các anh để quyết định cái đó thì các đồng huyện ở đây phải tìm cái căn cứ đó và trình hết các quyết định đó thì mới được giữ là 3 xã thành 2 xã sát nhập là 1. Đấy để ta giảm thiểu tối đa cái việc là sát nhập xã đi, quyết tâm là thì sát nhập 22 xã đó. Thế còn lại tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương, huyện giữ nguyên 10 huyện thành phố thị xã, thì theo kế hoạch là đến 2030 là 5 thành phố, 3 thị xã, 2 huyện. Đến năm 2037
thì có hai quận, bốn thành phố, quận này thị xã. Phiên họp cũng xem xét cho ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên thành trường Trung cấp giao thông vận tải Hưng Yên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trường Trung cấp giao thông vận tải Hưng Yên trực thuộc Sở Giao thông Vận tải. Ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát biểu chỉ đạo về những nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các dự thảo, yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo căn cứ vào ý kiến đóng góp của các đại biểu chỉnh sửa, khẩn trương hoàn thiện các nội dung quyết định, phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành. Thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 về chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 45%. Nhìn chung, tốc độ đô thị hóa của tỉnh nhanh, tỷ lệ đô thị hóa đạt kết quả đề ra, nhưng công tác phát triển đô thị còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế chất lượng đô thị còn thấp. Hiện dân số đô thị toàn tỉnh là gần 600.000 người, đạt gần 45% trong tổng dân số trên 1,3 triệu người. Tuy nhiên đến nay, hệ thống đô thị chưa có sự thay đổi, chưa thực hiện việc nâng loại đô thị và nâng cấp đô thị mới. Toàn tỉnh hiện có 23 đô thị và khu vực được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị, gồm một đô thị loại 3 là thành phố Hưng Yên, một đô thị loại 4 là thị xã Mỹ Hào và khu vực trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 4. Theo đánh giá sơ bộ, thành phố Hưng Yên đạt tổng điểm cao hơn số điểm tối thiểu theo tiêu chuẩn đô thị loại 2, nhưng còn 2 trên 5 nhóm tiêu chí chưa đạt là quy mô dân số và mật độ dân số. Thị xã Mỹ Hào cũng đạt tổng điểm cao hơn số điểm yêu cầu của đô thị loại 3, nhưng còn nhóm tiêu chí về mật độ dân số chưa đạt. Khu vực huyện Văn Giang đã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Về tổng thể, hệ thống đô thị trên toàn tỉnh, các chỉ tiêu về nhà ở, giao thông, cấp nước đạt mức khá tốt. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về thu gom, xử lý nước thải, hệ thống cây xanh, kiến trúc cảnh quan, mật độ đường giao thông còn thiếu và yếu. Một số khu đô thị sinh thái quy mô lớn được đầu tư hiện đại như Eco Park, Ocean Park 2, Ocean Park 3 đang được triển khai. Trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh đã đồng ý chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch cho 38 dự án nhỏ đô thị, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 9 đô thị với diện tích 185 ha. Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án với số vốn đăng ký gần 54.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, tỉnh Hưng Yên có hàng nghìn người vợ, người mẹ tiễn chồng con lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và rồi mãi mãi không trở về. Thế hệ hôm nay nguyện chăm sóc, phụ dưỡng, tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hy sinh lớn lao của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Phin ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động đã 95 tuổi nên sức khỏe giảm sút lúc nhớ lúc quên. Thế nhưng khi nói chuyện về hai người con là liệt sĩ hy sinh 50 năm trước, ánh mắt mẹ ánh lên niềm tự hào vì các anh đã góp tuổi thanh xuân, xương máu của mình để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Để phần nào bù đắp đau thương mất mát, nhiều năm nay, ngoài số tiền được nhà nước trợ cấp, vào mỗi dịp lễ Tết, cấp ủy chính quyền địa phương và nhiều cơ quan đoàn thể doanh nghiệp đến thăm hỏi tặng quà, chúc sức khỏe mẹ. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, xin được chúc mẹ sẽ mạnh khỏe và luôn là cái chỗ dựa cho các con cháu trong gia đình và để làm một niềm tự hào của địa phương. Cảm ơn tất cả các lãnh đạo đến thăm hỏi tôi thế này thì tôi rất là phấn khởi. Trong thời gian qua là cũng đã xây dựng lên cái quỹ của doanh nghiệp để tri ân cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chiến tranh đã qua đi, dù nỗi đau không thể nào nguôi, nhưng bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Vui ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên luôn tự hào về hai người con liệt sĩ Nguyễn Văn Vang và Nguyễn Văn Vẻ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những năm qua, mẹ luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị địa phương giúp mẹ có động lực hơn trong cuộc sống. Mặt gia đình tôi cũng xin cảm ơn tất cả trong ban lãnh đạo thì quan tâm đến cụ tôi. Cụ tôi cũng
rất vui. Hàng năm thì cũng đều tổ chức cái cuộc vận động để xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Và dịp Tết Nguyên đán hoặc ngày Thương binh Liệt sĩ thì đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, người có công, đặc biệt là mẹ Việt Nam anh hùng. Việc nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời các mẹ Việt Nam anh hùng thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 2.293 người được trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 24 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Hiện các bà mẹ Việt Nam anh hùng đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời. Ngoài số tiền các đơn vị cam kết định kỳ phụng dưỡng hàng tháng, vào các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều đến thăm tặng quà và động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng sống vui, sống khỏe. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2024. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, song kết thúc năm 2023, về cơ bản, ngành ngân hàng đã đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra, đó là góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối, về cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất giảm. Việt Nam đồng là một trong những đồng tiền ổn định trong khu vực và trên thế giới. Năm 2024, nhiều vấn đề đã được đưa ra trao đổi như điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, ngoại hối để đảm bảo hài hòa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vấn đề tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh ngành ngân hàng cần nắm chắc tình hình và phản ứng nhanh với chính sách, coi trọng công tác thanh tra và giám sát. Các tổ chức tín dụng cần đoàn kết với nhau, giúp đỡ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả. Trong khi nhiều bạn trẻ rời quê ra phố tìm cơ hội làm việc, thì có một chàng trai 9X về làng khởi nghiệp với mô hình sản xuất hoa lan hồ điệp theo hướng công nghệ cao. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang. Và người mà chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là anh Lý Bá Thể ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Hồi còn học đại học thì tôi cũng tham gia những cái công việc thêm và cũng có cơ duyên gặp các anh chị trên viện rau quả nông nghiệp áp dụng cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Mình tìm hiểu và mình đam mê đó là khi ra trường cũng làm công việc khác, nhưng mà vì cái đam mê là cũng song song với đó là cũng nghiên cứu và phát triển cái mô hình lan trồng lan hồ điệp trong nhà lưới nhà kính. Việc học tại ngôi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam chính là cơ duyên đưa anh Thể đến với hướng phát triển kinh tế từ sản xuất hoa lan hồ điệp công nghệ cao. Vì vậy, năm 2019, vợ chồng anh đã quyết định nghỉ việc tại cơ quan nhà nước, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất để làm mô hình trồng lan hồ điệp trong nhà lưới với diện tích trên 1.600 m² tại Thanh Oai, Hà Nội. Cũng gặp khá nhiều là khó khăn bỡ ngỡ và phải đi học về những cái công nghệ và đi học thêm, và giai đoạn đầu đến những cái vườn và học thêm của những cái kỹ thuật viên họ đã có kinh nghiệm lâu năm, mình cũng phải thuê thêm kỹ thuật, thì cũng mất một thời gian dài thử nghiệm và cũng ra được những cái thành quả đầu tiên. Khác với phương pháp trồng hoa lan truyền thống phải phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thời tiết, thì với mô hình trồng lan trong nhà lưới, không gian bên trong vườn luôn mát mẻ và duy trì ở mức nhiệt độ ổn định nhờ hệ thống nhà màng, nhà lưới làm mát được đầu tư đồng bộ bài bản. Quy trình khép kín từ nhiệt độ, ánh sáng đến việc chăm sóc, tưới nước cho lan đều được anh thực hiện tỉ mỉ, chỉn chu, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật cao. Vì vậy, mặc dù chỉ là năm đầu tiên, nhưng sản phẩm hoa lan hồ điệp của anh Lý Bá Thể đã có sức tiêu thụ lớn và bán rất được giá, giúp vợ chồng anh có thêm động lực để mở rộng mô hình tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, sau 5 năm mô hình lan hồ điệp trong nhà lưới của gia đình anh đã phát triển lên đến 20.000 m², cung cấp 33 vạn giỏ lan phục vụ thị trường trong nước, cho tổng doanh thu trên 30 tỷ đồng một năm. Ngoài ra, nhà vườn còn tạo việc làm cho nhiều lao động thường xuyên tại địa phương và lao động theo thời vụ. Mình là một đại lý mua nhà bạn Thể là rất là nhiều rồi, thì là mình đánh giá nhà bạn ấy là một cái đơn vị nguồn cung cấp hoa lan hồ điệp rất là tốt, và sản phẩm chất lượng là nhiều, mẫu mã này, màu hoa này rất là đa dạng, cái độ bền, độ màu sắc rồi là độ lửa của hoa là rất là đẹp. Khách hàng sử dụng ấy thì là được các cái phản hồi mà rất là tốt.
Có thể thấy, mô hình sản xuất công nghệ cao là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với thời đại và là hướng phát triển nông nghiệp bền vững cần được nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh với đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Phù Cừ đã triển khai xây dựng các công trình xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn. Sau một thời gian đi vào hoạt động, hệ thống đã giúp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tại một số địa phương. Đây là ao tại thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang. Trước đây, nước thải sinh hoạt của khoảng 200 hộ dân tại thôn vẫn chảy xuống ao, khiến bốc mùi hôi thối, dòng nước đen ngòm. Tuy nhiên, giờ đây, tình trạng hôi thối đã không còn, giúp cải thiện đời sống của các hộ dân khi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2013. Trước khi xây thì là quanh khu dân thì là rất là hôi thối. Sau khi xây xong thì xử lý nước thải rất là tốt để cho nước xung quanh là nó không có cái nước đen nữa. Ngoài thôn Nhật Lệ, huyện Phù Cừ đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, thôn Trà Bồ, xã Phan Xào Nam, thôn Tam Đa, xã Tam Đa và thôn An Đuế, xã Đình Cao. Mỗi hệ thống trên có công suất trung bình từ 50 đến 70 mét khối ngày đêm, xử lý nước cho khoảng 200 hộ dân một hệ thống. Nước thải từ của các hộ gia đình khi vào hệ thống sẽ lọc, lắng cặn, hóa sinh, vi sinh. Sau khi xử lý nước trong sạch, không có mùi khó chịu, kết quả xét nghiệm định kỳ của Sở Tài nguyên và Môi trường ở các thành phần pH, BOD, tổng chất rắn lơ lửng đạt tiêu chuẩn để thải ra môi trường. Tôi thấy hiệu quả mà cái an toàn vệ sinh nó không còn mùi nữa. Và mà hạn chế muỗi, chất lượng đời sống của nhân dân được cải thiện, nước ra thì đạt theo những nguyện vọng người dân đây là rất là phấn khởi. Hiện tại thì xã thì đã quy hoạch 6 cái điểm xử lý nước thải tại 3 thôn. Rất mong thời gian tới tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ địa phương để hoàn thiện các cái điểm thu gom nước thải để nhân dân được sống trong cái môi trường trong sạch, đảm bảo được sức khỏe. Hiện huyện Phù Cừ giao cho các xã bố trí và xây dựng kế hoạch đến năm 2025, mỗi xã sẽ thêm 2 công trình xử lý nước thải tập trung. Đây là giải pháp để huyện giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn huyện và là cơ sở để huyện Phù Cừ phấn đấu về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí môi trường và tổ chức sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, đường TH52 nối từ đường TH51 xã Đồng Kết tới bến đò xã Tân Châu, huyện Quái Châu sang huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội được làm từ những năm 2000, hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Đây là tuyến đường có khá nhiều người dân đi lại vì chạy qua các trường học của xã Tân Châu. Đây là tuyến đường huyện để một số người dân vùng bãi của huyện Quái Châu chuyên chở nông sản, vật liệu xây dựng qua bến đò Tân Châu sang thành phố Hà Nội để tiêu thụ. Do đã làm được hơn 20 năm, lại có nhiều phương tiện đi lại và ít được sửa chữa, nâng cấp, nên tuyến đường đã bị hư hỏng tại một số điểm gây khó khăn cho người dân và học sinh. Trời mưa thì có nhiều thùng vũng, trời nắng thì bụi bẩn. Con đường xuống cấp nhiều năm nay rồi, việc đi lại rất là khó khăn. Đối với nhân dân trong cái việc giao lưu, thông thương với những cái xã bạn trong phạm vi toàn huyện. Mà kể cả cái việc đi lại của nhân dân, các cháu đi học lành cũng là gặp rất là nhiều khó khăn. Trời mưa thì nhiều cháu học sinh cũng đã bị ngã ở trên đường này và cũng đã phải đi cấp cứu. Nhưng cũng mong là huyện quan tâm sớm lên nâng cấp cái con đường này để cho nhân dân đi lại cho nó được thuận lợi. Được biết, tuyến đường TH52, huyện Quái Châu và xã Tân Châu đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đưa vào nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 để làm mới, trong đó có cả nguồn vốn đối ứng của huyện Quảng Châu. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được bố trí để làm lại con đường có chiều dài khoảng 3 km này. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.